cá mồi bà con ơi, cá mồi bà con biết hết rồi phải không bà con? Cá mồi, ta ăn con cá mồi này, ăn thịt cá mồi này rất tốt cho sức khỏe. Nhưng mà riêng có một số người, nếu ta ăn vào thì bệnh lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi và sức khỏe càng ngày càng xấu đi. Đó là những người không ăn cá mồi để cho nó tốt cho sức khỏe của mình. Là những người, người có bệnh thận, người có bệnh gút, tiêu hóa, dị ứng với cá, người có bị gan, rối loạn chức năng máu, sơ gan, bệnh lao, bệnh xương, bệnh khớp là vui lòng. Những người này, những bệnh này đừng ăn cá mồi bà con nha. Đó là người có bệnh thận, người có bệnh gút, người có tiêu hóa kém, dị ứng với cá, người bị gan, rối loạn chức năng máu, sơ gan, bệnh lao, bệnh xương, bệnh khớp, vui lòng đừng ăn cá mồi bà các con ạ. Còn ngoài ra, cá mồi nó tốt và rất tốt cho sức khỏe, bởi vì nó cải thiện được làm đẹp da và mái tóc, tốt cho người huyết áp cao, tiểu đường, vận động cơ bắp nhiều và nặng nhọc là nó tốt hết. Còn tốt nữa, rối loạn tâm trạng giảm cân, rối loạn tâm trạng và giảm cân tốt, rối loạn tâm trạng tốt, giảm cân tốt, trầm cảm tốt, vô sinh và ngăn ngừa được ung thư tốt, tốt ơi là tốt. Ta ăn và ta nấu như các loại cá bình thường khác không có gì cả, nhưng mà đặc biệt là phải ăn 5 ngày liền. Nếu ăn 5 ngày liền phải nghỉ 2 ngày rồi mới được tiếp tục ăn tiếp bà con ơi. Chúc bà con ta vui, trẻ, khỏe, đẹp. Nào nào, xin chào.